theo hãng tin CNA của Đài Loan ngày 5 tháng 1, Cục Di dân Đài Loan đã phát ra thông cáo báo chí cho rằng vụ 152 du khách Việt mất tích vừa qua có sự tiếp tay của tổ chức buôn người dưới danh nghĩa sang Đài Loan du lịch rồi trốn lại để làm việc bất hợp pháp. Những du khách này hiện có nguy cơ đối mặt với việc bị cưỡng ép lao động nặng hoặc bị đưa vào các đường dây bán dâm. Tính tới 9 giờ ngày 5 tháng 1, tổng số du khách Việt Nam mất tích tại Đài Loan đã tìm được là 42 người, giảm số người vẫn đang mất tích xuống còn 106 người. Theo quan chức của Cục Di dân, người nào bị phát hiện che giấu tạo điều kiện cho các du khách Việt này trốn, ép buộc du khách vào các đường dây cưỡng bức lao động nặng hoặc đường dây bán dâm sẽ bị xem là vi phạm điều 2 luật phòng chống buôn bán người, bị tù tới 7 năm và đóng phạt tới 5 triệu đài tệ, tương đương 3,8 tỷ đồng.